Chào mừng các bạn đã đến với kênh audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh audio nhé. Kỳ án sát nhân Genzo Kurita, kẻ sát nhân mang biệt danh Te Dâm ở Nhật Bản. Kính thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản là một đất nước văn minh với nền văn hóa truyền thống lâu đời. Thế nhưng, đằng sau những mảng sáng văn minh, văn hóa luôn là những góc khuất, góc tối khiến cho mọi người chúng ta ai ai cũng phải rùng mình. Vào năm 1926, ở Akita, Nhật Bản đã chứng kiến một con ác quỷ thực sự ra đời. Để rồi 20 năm sau, người dân Nhật Bản đã phải bàng hoàng chứng kiến những vụ giết người, cưỡng hiếp, ái tử thi vô cùng man dợn của con quỷ với cái tên Genzo Kurita, sát nhân mang biệt danh Te Dâm. Genzo Kurita sinh năm 1926 ở Akita, Nhật Bản, là con của một ngư dân nghèo trong gia đình có 12 anh chị em. Cuộc sống gia đình đông con đầy khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khiến Kurita phải trải qua một tuổi thơ túng thiếu, không hề được chăm sóc chu đáo. Không những thế, Kurita lại có tật hay tè dầm. Đến tuổi đi học, hắn ta cũng không hết được tật này, vì vậy mà hắn luôn bị bạn bè xua đuổi. Không chịu nổi những trò trêu chọc của bạn bè, Kurita đã bỏ học từ năm lớp 3 và bắt đầu đi làm việc cho một gia đình nông dân. Tuy nhiên, hắn ta cũng sớm bị đuổi khỏi đây vì tật tè dầm không thể bỏ. Chứng bệnh quái ác này đã ám ảnh đeo bám Kurita hết năm này qua năm khác. Trong thời niên thiếu, hắn ta đã phải đổi chỗ làm khoảng 10 lần mỗi năm. Cứ làm việc được một thời gian, Kurita lại bị đuổi đi. Đến năm 1945, khi Kurita được 19 tuổi và quân đội Nhật Bản tuyển quân vào đoàn quân bộ binh số 31. Thế nhưng khoảng 2 tháng sau khi nhập ngũ, Kurita tiếp tục bị đuổi vì tội te dâm. Sau chiến tranh thế giới đi qua, Kurita lúc này vẫn bị mọi người kỳ thị và xa lánh. Vào cuối năm đó, Kurita chuyển đến Hokkaido và trở thành thợ mỏ tại mỏ than Bibai, một công việc rất nguy hiểm. Và kể cả như vậy, Kurita vẫn bị đồng nghiệp chê cười và bắt lạt, khiến cho hắn không hề có bạn bè hay bất cứ ai giúp đỡ. Và kể từ đây, con người hắn ta đã hoàn toàn thay đổi. Sống trong một môi trường thợ mỏ đầy khắc nghiệt, Kurita đã trở nên hung dữ thay vì trầm tính, hướng nội giống như trước đây. Do cuộc sống khó khăn, vào tháng 8 năm 1946, Genzo Kurita đã trộm gạo của một người nông dân ở gần mỏ than. Sau đó anh ta bị bắt giữ và kết án 1 năm 6 tháng tù giam. Kể từ đây, Kurita sa đọa vào cuộc sống tội lỗi không có lối thoát. Sau khi ra tù, Kurita chuyển sang công việc bán gạo. Vào thời điểm đó, lương thực rất thiếu thốn, nhất là gạo, nên đây là mặt hàng rất đắt giá. Ít lâu sau, Kurita may mắn có được công việc tại công ty bán gạo Yami. Lúc này, Genzo Kurita đã có mối tình tay ba đầy gay cấn. Không rõ vì lý do gì mà trò bắt cá hai tay của anh ta đã bị phát hiện. Kurita lập tức liền giết chết cả hai người bạn gái này để bịt đầu mối. Sau khi sát hại thành công hai mạng người mà không bị phát hiện, càng ngày Genzo Kurita càng trở nên táo tợn vô cùng. Kẻ giết người bệnh hoạn. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1948, Kurita chuyển sang tỉnh Tochigi để kiếm cơm bằng việc ăn trộm. Khi màn đêm buông xuống, sau khi uống rượu với chiến lợi phẩm thu được từ việc trộm cắp, hắn ta tìm kiếm nhà dân để xin ngủ nhờ. Nhìn vào cửa sổ của một ngôi nhà vẫn còn đang sáng đèn, Genzo Kurita thấy một người mẹ trẻ khoảng 24 tuổi đang cho con nhỏ vài tháng tuổi đi ngủ. Máu thú tính nổi lên, Kurita tìm cách đột nhập vào ngôi nhà thì bị người mẹ trẻ phát hiện. Người mẹ trẻ sợ hãi la hét kêu cứu, thế nhưng không kịp, cô nhanh chóng bị Kurita khống chế. Lúc này, Genzo Kurita ghi chặt cô xuống giường, siết chặt cổ nạn nhân đến chết, sau đó thực hiện hành vi quan hệ với xác chết
ngay bên cạnh đứa con chỉ vài tháng tuổi đang khóc. Kurita đã vượt qua giới hạn và trở thành kẻ giết chóc, điên cuồng và man dợ. Cũng chính từ đây, Genzo Kurita trở thành sát nhân điên cuồng với chứng nghiện hiếp dâm xác chết. Vào đêm ngày 11 tháng 10 năm 1948, Kurita lại di chuyển đến tỉnh Chiba để ăn trộm. Tại đây, hắn phát hiện ra một người phụ nữ 29 tuổi và 4 đứa con đang loay hoay ở một trạm rừng gần đường ray xe lửa. Tận dụng thời cơ, Kurita đóng vai một người tốt, đề nghị giúp đỡ người phụ nữ. Hắn ta nói, tôi sẽ đưa cô và bọn trẻ trở về nhà. Và trên đường đi có một con đường dọc theo những vách đá dựng đứng. Vào thời điểm đó khoảng 1 giờ đêm, trời tối đen như mực, không một bóng người. Kurita lúc này mới để lộ dã tâm của mình. Hắn ta yêu cầu quan hệ tình dục với người mẹ, nếu không bọn nhỏ sẽ bị giết chết. Người mẹ chống cự quyết liệt, thế nhưng cơ thể nhỏ bé của cô không thể chống lại được tên yêu dâu xanh đầy bệnh hoạn. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính và giết chết người mẹ, Genzo Kurita lạnh lùng ném thi thể của người phụ nữ và 4 đứa nhỏ xuống vách đá gần đó. Những đứa trẻ chưa chết hẳn, thế nhưng bị Genzo Kurita dùng đá ném cho đến chết. 3 trong số 4 đứa trẻ chết ngay tại chỗ, chỉ có một trong số chúng là đứa con gái lớn may mắn sống sót và được người dân gần đó tìm thấy với vết thương rất nặng. Được biết, mỏm đá nơi Genzo Kurita gây án sau này được gọi với cái tên Osen Korogashi, có nghĩa là nơi đây tội ác đã xảy ra. Cái kết thích đáng. Tất cả những vụ án mà Genzo Kurita gây ra đều không để lại dấu vết và không có nhân chứng, cho đến khi hắn lại phạm tội ác vào ngày 13 tháng 1 năm 1952. Genzo Kurita đột nhập vào một ngôi nhà. Nơi đây có một bà nội trợ 63 tuổi đang sống với đứa cháu gái 24 tuổi của mình. Kurita đã giết cả hai người, sau đó tiếp tục có hành vi giao cấu với xác chết của người cháu xấu số. Trong lần gây án này, Kurita để sót lại dấu vân tay. Chỉ 3 ngày sau, hắn ta lập tức đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại nơi giam giữ, Kurita khai nhận còn thực hiện 2 vụ giết người khác. Với hành vi dã man và tàn độc, Kurita đã bị tòa kết án tử hình vào tháng 12 năm 1953. Tuy nhiên, hắn ta cố tình tỏ ra mắc bệnh tâm lý, dựa vào đó để xin kháng cáo, kéo dài vụ xét xử. Trong khoảng thời gian bị tạm giam, Kurita đã viết một quyển sách có tên Ký sự chuộc tội. Và cũng giống như những tên giết người bệnh hoạn khác ở Nhật Bản, Kurita cũng đòi xuất bản và bán sách kiếm tiền. Tuy nhiên, chính quyền đã từ chối bởi vì cuốn sách ghi lại toàn những thứ ghê tởm. Trong đó, Kurita viết rằng, khi còn nhỏ, hắn bị một ông già bí ẩn nói với hắn rằng ngủ với phụ nữ rất sung sướng, nhất là khi ngươi có thể trói chặt, đánh đập cô ta. Kurita cũng trở thành nỗi ám ảnh của trại giam khi mà liên tục chửi bới, tìm cách hành hung, gây sự với người giám thị trại giam. Genzo Kurita liên tục gọi người đến giúp mình vì chứng tè dầm không thể chữa trị được của mình. Hung hăng là như vậy. Vào năm 1954, Kurita bắt đầu kêu rên về thể trạng suy nhược và tìm cách tự làm hại bản thân bằng cách đập vỡ kính. Tên sát nhân này mang triệu chứng của chứng loạn thần kinh do bị giam giữ lâu ngày. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1954, Kurita đột ngột rút đơn kháng cáo và muốn bị tử hình. Hắn ta nói rằng hắn ta muốn được giải thoát càng nhanh càng tốt. Và vào ngày 14 tháng 10 năm 1959, tức là 5 năm sau đó, Genzo Kurita đã bị treo cổ, khép lại một chuỗi những vụ án kinh hoàng của Nhật Bản vào thời điểm đó.